Vâng, như vậy là bên kia là Xiangpe, còn bên này là không. Không, bên Xiangpe mới là bên này. Và bên kia cũng có một Xiang thì phải. Vâng, cũng có một Xiang, để tôi cùng xem dàn mặc quân gì. Đây là Xiang của Gunny rồi, liên tiếp những trận được quần cầm quân quá tuyển đến từ Gunny. Đây Xiang, chắc là cũng đánh chém thôi. Persian. Như vậy là hai chém, vừa hai chém phụ nhất trong map là rồi. Persian. Vâng, hai chém mới cho nó mát. Rồi đừng có cung kèo làm cái gì cả. Hai chém này mát hơn rất nhiều. Sum Break. Vâng, tại sao Sum Break nhỉ? Tôi nhìn hình như có một xe này phải. Như vậy là Sum Break. Thì vâng, what? À đây. Mùa 3 của Andy, vâng, tưởng là bên phía bên kia thì hơi giật mình. Vâng, tưởng bên kia phía bên kia thì hơi giật mình. Có voi. Vâng, có voi. Bây giờ đi dò tiếp. Hình như cái bài này khá quen thì phải. Vâng, tôi nhớ nhầm bài này đánh rồi. Vâng, cái bài mà Xiangpe đánh với Sum Garrett thì đánh rồi thì phải. Vâng, rõ ràng cái lúc nào kể cả bài như nào chăng nữa thì Pơ và Xiang này cũng cửa trên so với Sum Garrett rồi. Nhưng mà đây là trận chung kết nên là chắc bên kia đang rất cố gắng. Lùa về không? Lùa không? Như vậy là khả năng là không. Không không không. Không lùa về. Mà ăn con voi thôi. Những cái gỗ đang rất gần. Tôm đang muốn thiết kế một chiếc bét sớm. Một chiếc bét sớm thì rất có lợi cho Persian. Bây giờ quay sang mảnh máy của Gunny. Và Gunny một vài tàu trắng. À không, không phải tàu. Nhưng mà Xiang mà. Xiang đóng chiếc bét đầu rất sớm. Con voi hơi xa. Nhưng sao? Vâng, lại thêm voi. Rất nhiều voi, một vài 5 voi. Vâng, 5 voi. 5 voi, một bãi quả phụ ở đằng xa. Và thêm cả một bầy hươu đầu cũng ở rất gần. Ít nhất là 5 voi. Ít nhất là 5 voi. Vâng, quay sang đúng lúc quá. Vâng, đúng lúc Gunny dò hai con voi này. Vâng, sẽ lấy chỉ có hai con sao? Vâng, chỗ đấy tôi nghĩ phải thêm một con nữa. Như vậy là 6 voi. 6 voi. Một voi ở phía xa xa ra giữa bản đồ. Mà cũng gần thôi. Cũng gần thôi. Ở cái chỗ bóng đen kia liệu có con voi nữa không? Nếu con voi đây một bãi 7 voi. Vâng, rất nhiều trận mà các anh có rất nhiều voi. Ăn quả không? Như vậy là không. Vâng, sẽ tiếp một câu voi. Vâng, quay lại chỉ ăn voi lên được đời rồi. Không biết Gunny sẽ đánh bao nhiêu dần đây. Sẽ đánh bao dần đây. Vâng, 22 dần thì không kích ở đâu. 22 dần thì không đủ thịt để kích ngay. Và các anh sẽ là 23 dần. Vâng, đi đâu đây? Vâng, tôi nghĩ không cần ăn bánh quả. Không, nhiều anh đánh nhiều dân. Tại sao bài này Gunny đánh nhiều dân? Vâng, không bằng lòng một chút nào. Vâng, tôi cứ nghĩ trận đấu này Gunny sẽ đánh chém, bởi anh chém ấy tươi hơn rất nhiều. Vâng, vậy 24 dân, chắc là vẫn đánh chém thôi. Mà Gunny đang muốn một bản đánh chém mà lực khỏe. Vâng, thế cũng được. Nhiều một con voi này cho game thủ tôm. Thôi được rồi. Vâng, bài giàu thì không, 24 dân đánh cung chăng? Còn tại sao thiết kế chiếc VS thứ hai? Vâng, tại sao thiết kế chiếc BS thứ hai đây? Phải trong một bài muốn đánh cung đẩy sớm. 24 dần. Vâng, sẽ thiếu gỗ một chút. Gunny cần phải căn ke thật chuẩn. Nhường bầy hươu đầu cho tôm. 26 dần đến từ Van Lớp và 23 dần đến từ Michael Owen, tức Tuti. Lượng gỗ thì đang dồn lên khá đều về. Mà chắc là gỗ sẽ thiếu một chút chút. BL hay BM? BL hay BA đây? Chúng ta cùng xem quyết định của Gunny. Nhà đây sẽ một bài thế khung. B. Như vậy là BA. Khá dị dành cho Gunny. BA vẫn đánh cung và đánh 24 dân. Cộng 1 không? Như vậy có cộng 1. Vâng, kích 9. Vâng, như vậy 9-3-2. Lệch 7 giây so với chuẩn. Đánh 25 dân thì là 9-2-5 thì là chuẩn. Chuẩn mắc win. Còn Gunny kích ở 9-32 thì lệch mất 7 giây. Vâng, chắc là do tốc độ 2.0 thôi. Bình thường các bạn đánh Xiang, solo Xiang thì sẽ là tốc độ 1.5. Đấy theo luật của Trung Quốc. Ở Trung Quốc này là như vậy. Vâng, có xin con T để câu T không? Vâng, như vậy đã có T. Vâng, câu luôn không? Lần cái giáp cho nó mát.
Mừng lừng vẫn đang rất khỏe, vẫn đang ăn ăn hươu, ăn hươu ăn voi. Và thêm cả ba cái ruộng rồi. Còn có làm hai ghe cho chắc cốp không? Phải tôi làm hai ghe cho chắc. Bằng lùi lại một chút để có thể xây những chiếc ruộng này. Bằng đóng chiếc ba rất hay. Đánh cung và lên siêu sớm. Còn chạy đánh chém thì tôi nghĩ đánh chém này hay hơn. Cùng xem tôm xem có chọc máy gì nhà bên bạn không. Gọi là mất con giò. Và đầu cánh nhà của game thủ Gunny là game thủ màu 6. Không biết màu 6 là người cầm cái gì trong hai quân mà tôi vừa đọc. Greg và Summer, không biết màu 6 cầm cái gì đây. Vâng, hình như đây là một cái hốc, mà cái hốc thông sang nhà của game thủ Gunny. Với cái hốc này thì tôm sẽ không khỏe ở thời điểm ban đầu nhưng mà sẽ khỏe ở thời điểm về sau. Vâng, như thế là cũng được. Một con dân, vâng, Summer chắc là sẽ đánh cung thôi. Nhưng mà Summer đánh chém thì cũng chả còn cái cửa gì cho bên bạn. Khi mà Gunny là có bài lên quá sớm mà và tôm là có hốc. Gunny, để tôi cung đầu chưa, như vậy là bốn con rất đều. Nó đẩy luôn sang 16, 16 là người cầm Greg. Greg sẽ đỡ xem của gì đây khi mà có bài xem kích 9. Bằng đánh cung những cái 9, bằng tôi sợ nhất các bạn đánh cung một cái 9. Bằng chém sang nhà thì cũng đã có cung R, có khi cung R có trước chém cơ. Bằng 16 đang chéo cánh nhà của tôm nhưng mà xin lỗi là một cái bài tôm mà nó quá kín rồi. Bằng 16 cũng có ánh xe. Vâng, như vậy 6 bo hở. Ông 6 bo hở. Mà cung R chạy thẳng vào nhà. Nó sẽ đỡ kiểu gì đây? Rất khó. Vậy là có sẻng khó quá. Vâng, chắc tỷ số sẽ là 3-1 ở trong xếp thứ tư thôi. Vâng, khả năng là như vậy. Vâng, trận đầu thì tôi lên tôi hỏi các anh là tại sao hai Greg bài dầu như thế lại quýt. Các anh bảo là đổi vận, và đúng là đổi vận thật. Và đúng là đổi vận. Vâng, quân xấu nhưng mà đã đổi vận. Trận này thì quân, hai trận vừa rồi thì quân quá đẹp. Vâng, bây giờ thì ông này sang đây thì đỡ kiểu gì mà đang bị lạc đà đuổi chạy nhông kèn. Bài quá đẹp, và ôm 16 đi đâu đây, hình như vác sang ôm bom nhà của Pơ chăng. Vâng, bây giờ thì chúng ta được chứng kiến một cái màn mà bên lớp thể hiện là siêu nhân. Vâng, trận này mà anh đỡ được cả hai nhà thì anh được sẽ được gọi là siêu nhân van lớp chứ không phải siêu nhân BB nữa rồi. Vâng, một cái hốc đẹp đấy, nhưng mà bây giờ cung R bắn thì sẽ đỡ kiểu gì đây. Vâng, vào luôn cho mát. Cùng xem tôm. Còn tôm đang truy sát những con cung R của game thủ màu 5. Vâng, như vậy là quýt rồi. Tỷ số nó 3-1 ở trong xê đấu thứ 4. Vâng, không biết rằng có xê đấu thứ 5 không. Chúng ta cùng chờ sau ít phút.